Việt Face của chúng ta, cuối tuần này chúng ta đã đi vào ngày lễ mẹ Mother's Day. Xin kính chúc toàn thể quý phụ nữ, đặc biệt các bà mẹ trong gia đình, các bà ngoại, bà nội và kể cả những người mẹ trẻ cũng là con cái chúng ta cũng đã trở thành những người mẹ, thì Happy Mother's Day các chị em chúng ta toàn thể trong cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như là riêng ở Nam California đây. Hôm nay chúng tôi có mời được kỹ sư Tony Bui với một số những tin vui vừa được những kết quả tại thành phố Westminster, là thủ phủ của người Việt tị nạn chúng ta và là một thành phố rất là sầm uất, đầy đủ tất cả những tiện nghi phương tiện không thua gì một Sài Gòn năm xưa. Xin kính chào ông Tony Bui. Dạ, tôi Tony Bui hân hạnh kính chào quý đồng hương của vùng Nam California này. Và hôm nay tôi hân hạnh được ngồi chung với tiến sĩ luật sư Đỗ Vinh. Kính chào anh. Và kính chào ông Tony. Tôi với ông cũng thân quen nhiều. Và tên của ông cũng gợi nhớ tới cựu nghị viên Tony Lâm, là người đầu tiên được vào chức vụ người Mỹ gốc Việt trong hội đồng thành phố Westminster. Chúng tôi cũng lúc nào cũng thương mến và nhớ tới cựu nghị viên Tony Lâm, dân cử đầu tiên gốc Việt của chúng ta. Bây giờ chúng ta thêm một kỷ lục nữa, đó là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch thành phố Westminster đã vừa bầu chọn ông Tony Bui lãnh đạo, và trước đây ông cũng đã ủy viên. Thì xin ông cho biết về quy trình ông đến với thành phố Westminster, trở thành Ủy viên Kế hoạch, rồi bây giờ là Chủ tịch của Hội đồng Kế hoạch của thành phố Westminster. Dạ, kính thưa quý vị, tôi đã được các bạn trong thành phố bầu chọn vào chức vụ Planning Commissioner, tức là ủy viên kế hoạch thành phố. Khi mình dùng chữ ủy viên đó quý vị, tức là được ủy nhiệm để làm tròn một cái sự việc gì, và viên là một viên chức và đồng thời phải viên tròn nhiệm vụ của mình, chứ không thể là ủy viên là một vị có chức vụ mà không có trách nhiệm. Do đó tôi đã nhận chức đó và đã đến tham dự của buộc sworn in, tức là tuyên thệ nhậm chức của thành phố vào ngày 27 tháng 3 vừa qua. Sau đó thành phố gửi chúng tôi đến một buổi họp seminar với sự tham dự của các ngàn những người ủy viên khác tại vùng Orange County này. Và nhờ dịp đó mà tôi gặp rất nhiều những ủy viên của các thành phố khác, thưa quý vị ơi, và học hỏi được những kinh nghiệm điều hành những cái kế hoạch dự án phát triển cho thành phố của chúng ta. Quý vị thấy trên hình đó là chúng tôi đã được ngồi trong chung với 5 người trong thành phố, gồm có ông Don Anderson, rồi ông Wolbert, rồi ông Casey Wolbert, rồi Jameson Power và ông Arlene Hamad. Và tôi là Tony Bui. Trong buổi họp vào ngày 3 tháng 5 vừa qua thì chúng tôi đã có một cái dự trình là duyệt xét một cái chương trình của thành phố cho phép một cái công ty làm cái dự án gọi là Senior Daycare Center trông nom quý vị trong cao niên. Và trong buổi họp đó chúng tôi có ông thị trưởng của thành phố Garden Grove, Steve John đó, ông ta cũng đến tham dự và ông ta chúc mừng tôi đã có giữ vai trò đó. Và trên hình quý vị cũng thấy hai người Mỹ đó, họ là những người phụ trách việc thâu băng thâu hình của những buổi họp của thành phố, và họ cũng đến chúc mừng chúng tôi và chúng tôi cũng tri ân họ, đó là ông Nick và ông Tom. Thành ra quý vị, trong tất cả buổi họp quý vị phải nhớ là có rất nhiều người để làm cho buổi họp thành công. Trên hình đó quý vị, đó là cái ban quản trị của PACE Senior Center, tức là trong ban, trong một cái building, một tòa nhà sẽ được thành lập ngay gần thành phố Westminster của chúng ta, để trông nom cho các vị lão niên được đến đó và được chăm sóc trong cái tuổi già và được sinh hoạt chung với nhau. Đó là cái dự án đầu tiên mà chúng tôi 5 người đã duyệt qua và đã thông qua cái dự án đó. Và trong buổi họp đầu tiên đó quý vị, tôi đã được 5 người, 3 trong số 5 người này đồng ý để cho tôi làm ủy viên
kế hoạch mà với vai trò là chairman, tức là chủ tòa, chủ tịch của buổi họp. Do đó tôi trong kỳ họp sau tôi sẽ thay thế ông Don Anderson để làm chức Planning Commissioner, Chairman của Planning Commissioner. Đó là một cái kết quả tốt đẹp cho cộng đồng của chúng ta. Vì từ xưa đến nay, Planning Commissioner, ông Don Anderson đã giữ vai trò này khá lâu và đã đến lúc thì phải có một người Việt của chúng ta đảm nhận trách nhiệm đó để điều hành những buổi họp của thành phố về hướng kế hoạch hóa thành phố theo đúng những cái tiêu chí của thành phố cũng như hợp với lại những kế hoạch phát triển của tiểu bang California. Vâng, cảm ơn ông Tony Bui, kỹ sư Tony Bui cũng là chair của Ủy ban kế hoạch của thành phố Westminster, tức là Planning Commission. Và chúng tôi cũng cắt nghĩa chút xíu quý vị cái vai trò của Planning Commissioner và nó quan trọng như thế nào. Thưa quý vị, chính Châu Đông Vinh cũng đã là Planning Commissioner, Ủy viên kế hoạch của thành phố Garden Grove hơn 10 năm trước. Và trong cái quy trình mà từ lúc đó tới bây giờ thì Đông Vinh cũng đã trở thành nghị viên thành phố, cũng như ít nhất là 3 người Planning Commissioner khác đã trở thành nghị viên của thành phố Garden Grove. Trong đó có ông Phát Bụi, ông George Bradigan và ông John O'Neill cùng là đồng viện với tôi cùng một lúc ngồi với nhau 10 năm trước. Thì sau này cả ba người đó đã trở thành nghị viên và bây giờ tới phiên tôi là cũng làm nghị viên thành phố. Và không biết chừng là ông Tony Bùi cũng sẽ ra nghị viên thành phố. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn. Nhưng trước tiên thì chúng tôi tin tưởng ông sẽ làm việc rất tốt tại Ủy ban kế hoạch vì cái chỗ này rất là quan trọng, thưa quý vị. Và quý vị thấy đồng viện của ông là 4 người dòng chính, ông chỉ người duy nhất người gốc Việt chúng ta. Và ông đã được đồng viện ông bầu chọn cho ông là chair sau cái nhiệm kỳ của ông Anderson, và họ sẽ là những thành viên ngồi với ông. Quý vị thấy ở đây trên cái mục khán đài của Trung, một cái khán đài với hội đồng thành phố, nhưng mà họp khác ngày và cũng họp thường trực 2 tuần một lần và biểu quyết những cái vấn đề hệ trọng của thành phố. Trong đó ông mới vừa nói ra một cái senior center cho PACE. Thì quý vị biết rằng những người cao niên chúng ta rất là cần, rất là có nhu cầu để phát triển thêm những cơ sở, và quý cao niên có thể về hưu ở đó. Và ông Tony Bùi giờ cũng là một cao niên nhưng mà nghị lực đầy đủ, sức khỏe còn rất nhiều, cũng như kiến thức và kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị. Trong 5 người này mà quý vị thấy danh sách cùng với ông Tony Bùi đó, thì có 2 người đã ứng cử nghị viên thành phố Westminster, đó là ông Jameson Power, cũng là một ủy viên giáo dục nữa. Rồi ông Alan Hamadi, nếu quý vị đã từng thấy tên ông trên lá phiếu là vì ông cũng đã từng tranh cử nghị viên thành phố Westminster. Thì là và ông Tony Bùi, chúng tôi nghĩ rằng có thể trong tương lai ông cũng nên suy nghĩ để phục vụ một cái chức vụ rất là thực tế và cần thiết cho cộng đồng chúng ta. Như ông đã từng tranh cử lại ủy viên giáo dục của khu vực chính đại học, thì cũng không lẽ nào ông không thể tranh cử cho chúng ta có xem sự đại diện ở thành phố Westminster. Vâng, xin ông cho biết là qua những cái đi huấn luyện đó, thì tôi biết là Cal City sẽ thực hiện những cái cuộc huấn luyện đó, nó cũng tương tự như các nghị viên và thị trưởng cũng là huấn luyện giống vậy. Thì ông chia sẻ kinh nghiệm về những cuộc huấn luyện đó và những gì ông đã học hỏi được và rút tỉa. Dạ, thưa quý vị, cuộc seminar hội thảo hơn cả ngàn người từ 500 thành phố của California đã đến tham dự trong cuộc hội thảo này, và có rất nhiều đề tài. Đầu tiên là vấn đề ethics, tức là đạo đức của những người làm việc trong ngành chính của chính phủ là phải tuân thủ theo những cái quy trình rõ ràng, gọi là transparency, là minh bạch rõ ràng, là tất cả những việc gì mà nhân viên cùng làm cho phục vụ cho đồng bào phải được minh bạch rõ ràng về vấn đề chi tiêu hay là về vấn đề giải quyết những cái quyết định liên hệ đến sự an toàn của đồng bào, liên hệ đến economic, tức là kinh tế của thành phố, tất cả phải được minh bạch và tất cả phải được đồng thuận với nhau và được thảo luận một cách dân chủ. Rồi kế tiếp là những cái vấn đề liên hệ đến sự phát triển của thành phố. Rồi mỗi thành phố đó quý vị có một cái general plan, có một cái sơ đồ tổ chức chung của thành phố đó, và tất cả mọi cái chương trình phát triển thành phố phải đi theo đúng cái sơ đồ, cái dự trình tổng quát của thành phố, mà không có khiến cho thành phố được phát triển đồng đều và bình đẳng với tất cả mọi người. Và nhất là
tất cả mọi người đều được đối xử với nhau như đồng đẳng với nhau và cùng hòa mình, hòa hợp để phát triển cho thành phố. Thưa anh, đó là cái điểm mà chúng ta phải tôn trọng, và nước Mỹ phát triển được là nhờ phương thức đó. Vâng, cảm ơn ông Tony Bùi. Được biết ông đã từng đi du học sang Mỹ từ trước 75 nữa, tức là 74, 72 ông đã có bọc mặt ở đây và theo đuổi những chương trình về kỹ sư, và ông là kỹ sư có dấu bọc Professional Engineer đàng hoàng, và ông làm thường trực với các kiến trúc sư cũng như các kỹ sư khác trong mọi ngành nghề. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đây là một cái background, một cái lý lịch rất là thuận lợi cho ông khi ông ngồi ở chỗ Planning Commissioner. Như ông mới vừa nói rằng phải biết cái master plan, cái kế hoạch toàn diện của thành phố 5 năm, 10 năm, 20 năm như thế nào, để hướng dẫn và để chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức cho từng cái phương án đến trước thành phố, không có đến thẳng với thời hội đồng thành phố mà tới Planning Commission trước. Thế cho nên cái Planning Commission rất quan trọng, họ điều nghiên, họ cố vấn cho những người đơn vị nộp đơn, các dân cư, và kể cả họ cố vấn cho các cấp ở thành phố và xa hơn. Thì cái vai trò Planning Commission rất là quan trọng, và hiện nay ông Tony Bùi đã được bầu vào là chủ tịch hay là chairman của Planning Commissioner, điều mà chúng tôi xin chúc mừng ông ở đây. Dạ. Và vừa chúc mừng và tôi cũng nhắc nhở ông là phải lo lắng rất nhiều, bởi vì cư dân có nhiều nhu cầu, dạ, có nhiều phương án, và chắc chắn là họ cần sự hướng dẫn và giúp đỡ cũng như là dìu dắt để cho những cái phương án nào mà chúng ta thấy thuận lợi cho thành phố và cho cư dân, thì chúng ta phải nâng đỡ, hỗ trợ và cho những phương án đó có điều kiện thuận lợi để mà được thông qua và thực hiện. Giống như tôi từng ngồi Planning Commissioner thì tôi biết rất nhiều phương án, và hầu hết tôi nói có thể là 90% là tôi bỏ phiếu thuận đó, thưa quý vị. Hơi thú nhận như vậy, gọi trừ một cái phương án nào nó khó khăn quá hoặc là chưa được khắc phục thì chúng tôi yêu cầu điều nghiên thêm chứ không từ chối. Thì điều này chúng tôi nghĩ ở các hội đồng thành phố và các thành phố khác đều có ủy ban quy hoạch hết, những cái Planning Commission tất cả thành phố, và chúng tôi là đồng viện với nhau, làm việc với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, và với tư cách là nghị viên thì chúng tôi cũng đã hiểu rằng cái vai trò Planning Commissioner rất quan trọng, và chúng tôi làm việc thường trực với các Planning Commissioner, và chúng tôi cũng nghĩ rằng ông cũng có quan hệ rất là tốt với hội đồng thành phố, các ủy viên, thị trưởng, và ông cũng đã từng tới để làm chứng, để lên tiếng, để dùng cái 3 phút và xây dựng cho cái đường lối của thành phố. Ông xin ông nói thêm. Dạ, kính thưa quý vị, như quý vị biết, hội đồng thành phố của Westminster cũng như của nhiều thành phố khác gồm có 5 người hay 7 người hay 11 người. Thì ở thành phố Westminster của chúng ta có 5 nghị viên, 4 nghị viên và 1 người thị trưởng do chính đồng bào dùng lá phiếu bầu trực tiếp. Sau đó những vị này sẽ tuyển chọn những người gọi là Planning Commissioner để vào giúp đỡ cho vấn đề planning, hoặc là vấn đề về Recreation Commissioner giúp đỡ trông nom các công viên, hoặc là Traffic Commissioner gồm có những người hợp tác với chính phủ để điều hành hệ lưu lượng xe chạy trong thành phố cho nó thích hợp. Đó, quý vị có thể vào thành phố và xung phong đảm nhận những chức vụ đó với điều kiện là quý vị có thời giờ, có năng lực và có khả năng hiểu biết về vấn đề đó. Thành ra trong quá khứ, chúng tôi thường xuyên liên lạc với những người trong thành phố, và chúng tôi cũng hay tham dự những buổi họp của thành phố cứ mỗi 2 tuần lễ một lần, và chúng tôi nêu lên những quan tâm, ưu tư của chúng tôi và đề nghị những phương thức, những chương trình để giúp cho thành phố phát triển, và nhất là những người nghị viên trong hội đồng thành phố phải giữ đúng cái vai trò của người nghị viên là trung thực và không có nói những điều gian trá đối với đồng bào. Do đó chúng tôi đã nêu lên những vấn đề là chúng ta phải dùng những cái tài, trí, thể và tín để xây dựng cho thành phố Westminster này được phát triển tốt đẹp về nhiều phương diện. Xin chúc mừng anh, ông là người đầu tiên được cái vinh dự này. Trong nhiều năm có rất nhiều Planning Commissioner gốc Việt, nhưng mà duy nhất chair thì bây giờ mới có kỹ sư Tony Bùi, rất là xứng đáng vào ghế đó, và các đồng viên ông cũng đã bỏ phiếu thuận cho ông, và tôi hy vọng rằng với sự lãnh đạo của ông thì sẽ giúp được cư dân chúng ta phát triển thêm rất nhiều những phương án. Mà nếu mà có trục trặc gì, có những điều mà không suôn sẻ thì tôi sẽ kiếm ông. Dạ rồi. Tôi kiếm ông và tôi sẽ ý kiến cho ông để ông làm việc cho tốt cho thành phố, cũng như là
tôi cũng đề nghị ông phải có tiếng nói với hội đồng thành phố, ông thị trưởng và các nghị viên, phó thị trưởng v.v. là những người ông đều quen biết và đã từng tiếp xúc rất nhiều. Thì họ cũng rất là trông cậy ở ông và các đồng hương, các nhà kinh doanh trong địa phương. Và chúng tôi cũng cầu mong rằng những gì ông thấy sai trái, ông cũng đóng góp ý kiến xây dựng. Và những gì ông có thể làm được cũng như là kêu gọi thêm quý đồng hương cùng với ông để chúng ta xây dựng một cái thành phố Westminster Little Sài Gòn cho nó thật là trù phú, an lành và thiếu đi, đừng có những cái chuyện gọi là tiêu cực mà phải thêm những chuyện việc tích cực để bảo vệ cái khu phố chúng ta và giữ gìn cái truyền thống của người Việt quốc gia chúng ta tại hải ngoại một cách lành mạnh và càng ngày càng phát triển, càng tiến tới nữa. Xin ông có 5-3 phút để ông nói thêm những cái viễn kiến của ông, những gì ông mong muốn đem lại cho thành phố Westminster. Thành phố Westminster sở dĩ phát triển được là nhờ khối lượng người Việt Nam mình ra làm business, làm thương mại, và cái thương mại đó sẽ đóng góp rất nhiều về thuế khóa cho thành phố, giúp cho thành phố phát triển rất mạnh. Tuy nhiên thành phố phải giúp đỡ cho các thương gia để mở mang phát triển, và những cái luật lệ gì phải giảm thiểu những cái luật lệ khó khăn để giúp cho tất cả mọi người đều có cơ hội làm ăn một cách hợp pháp và hợp lý, hợp với lại cái sự phát triển của thành phố. Song song đó cũng có sự phát triển cho cư dân, thì trong tương lai sẽ có những cái chương trình chúng tôi sẽ tổ chức những buổi seminar, những buổi thuyết trình về phương thức nào quý vị phát triển một cái ADU, một cái unit ở cạnh bên nhà của quý vị, để mà quý vị có thể có thêm người ở chung, thí dụ bố mẹ con cái về ở chung, hoặc là cho mướn thêm để có lợi tức thu nhập, với điều kiện là những cái ADU này, những cái căn nhà mà phụ trợ thêm nó phải hợp với lại những cái luật lệ của thành phố, và nhất là hợp với vấn đề safety, an toàn và đồng thời parking cho toàn cả khu phố. Vâng. Và hơn vậy nữa thì tôi có nghe là ông cũng quan tâm tới vấn đề homeless, vô gia cư rất nhiều, gọi là unhoused hay là homeless, thì ông cũng nghiên cứu về tiny house và làm cách nào mình phát triển với những cái ngân sách thiện nguyện để giúp cho những người vô gia cư đó. Thì ông có thể nói thêm về những cái việc điều nghiên của ông về tiny house và những phương án để giúp cho những người vô gia cư có nhà cửa. Kính thưa quý vị đã thấy thành phố của chúng ta ở nhiều nơi đã có những người vô gia cư họ sống bên lề và rất là tội nghiệp. Thành thử ra chúng ta phải có những chương trình để đáp ứng cho họ bằng cách thí dụ như hợp sức lại với nhau để tạo ra những cái tiny village, những cái ngôi làng nhỏ với những căn nhà nhỏ nhỏ để cho người vô gia cư được ở trong đó với những cái tiện nghi tối thiểu để họ không làm gánh nặng cho xã hội, không làm vi phạm những cái an toàn của xã hội chung cho chúng ta. Và trong tương lai chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng ta cùng ngồi lại với nhau để có những cái chương trình thiết thực giúp những người vô gia cư này để họ có giải tỏa cái gánh nặng của xã hội chúng ta, để nó không thể trở thành một cái thành phố như Los Angeles hay là San Francisco mà quý vị thấy. Đó là những thành phố tiêu biểu đã đi xuống, và chúng ta quyết chí giữ cho thành phố Westminster này cũng như những thành phố lân cận là All American City, là những thành phố của người Mỹ chính gốc và người Mỹ nhập cư từ khắp nơi, đều chúng ta đều có cơ hội đồng đều để giúp cho xã hội phát triển. Cảm ơn kỹ sư Tony Bùi, Chair, Chủ tịch của Ủy ban Quy hoạch thành phố Westminster vừa đắc nhiệm. Xin cảm ơn ông lên chương trình hôm nay. Chúng tôi cũng đã mời hầu hết các nghị viên, thị trưởng thành phố Westminster và các nghị viên ở Garden Grove và các thành phố nữa. Chúng tôi hứa sẽ mời thêm để quý vị sẽ có cơ hội tiếp cận và nghe tiếng nói của họ và những gì họ đang làm việc cho phục vụ cho quý vị. Riêng về vấn đề vô gia cư, chúng tôi sẽ là hợp tác với ông Tony Bùi để chúng ta có những kế hoạch chung và chúng tôi gọi cho phát triển trong cái Little Sài Gòn không biên giới và rất là nhiều thành phố của chúng ta ở đây. Và chúng tôi sẽ kết hợp với, và tôi với ông Tony Bùi cũng sẽ đi viếng thăm nhiều thành phố nữa, đi tham dự những cái buổi họp của hội đồng thành phố, ủy ban kế hoạch của họ, để chúng tôi cùng phối hợp với nhau và lo cho việc dân cư và đời sống dân sinh của quý vị ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Một lần nữa cảm ơn kỹ sư Tony Bùi và xin hẹn ông ở những chương trình kế tiếp, và xin hẹn quý khán thính giả. Joe Robin chúc toàn thể quý vị một cuối tuần Mother's Day, lễ mẹ thật là hạnh phúc và vừa nhiều
sự sinh hoạt vui vẻ với gia đình. Xin ông Tony Bùi gửi lời thăm quý bà trong ngày Mother's Day. Nhân dịp này chúng tôi xin gửi lời kính chúc tất cả quý bà là những người nội tướng chứ không phải là nội trợ nha quý vị. Quý vị là nội tướng, tức là quý vị giữ vai trò rất quan trọng trong gia đình và phải phối hợp với ông ngoại tướng để cùng tạo nên một cái gia đình lành mạnh về mọi phương diện, nhất là giúp cho các em có được cái tầm nhìn hướng về việc xây dựng cộng đồng. Đó là tinh thần gọi là xã hội và hợp tác với nhau để tạo nên một cái xã hội an lành và thịnh vượng chung cho mọi người. Vâng, cảm ơn kỹ sư Tony Bùi và cảm ơn toàn thể ban quản trị của Vietface Television tạo điều kiện cho chúng tôi đưa tin rất là quan trọng và rất là hữu hiệu cho cộng đồng chúng ta. Xin hẹn quý vị trong chương trình tới của Vietface của chúng ta. Với Joe Donovan, xin kính chào. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.